Thảo xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thảo Lương Cuộc Sống ở Pháp. Thì hôm nay Thảo săn mì tương đen nha, với lại trứng gà luộc, rồi kim chi nữa. Rồi bây giờ Thảo xin mời mọi người cùng ăn với Thảo nha. Bữa nay mình ăn cái món này là nấu nhanh mà đơn giản nữa mọi người. Đây trứng gà luộc nè, hai trứng nha mọi người, mình ăn là mình phải ăn cho đều. Đó, mì tương đen nè, cái cọng mọi người thấy không, nó to. Cái này là mì tương đen gói nha mọi người, mì tương đen Hàn Quốc. Kim chi, cái mì nước tương đen này Thảo cũng hay ăn lắm, ngon nha mọi người. Cái gói thì nó rất là bự luôn á, cái này là Thảo làm có một gói thôi đó. Ăn hơi cái mỡ đen thui luôn. Thường ở bên Hàn Quốc á, người ta ăn mì tương đen với lại thịt heo chiên giòn mọi người ha. Còn này Thảo ăn với lại trứng gà luộc. Cái kim chi nó hơi bị cay mọi người. Nấu này ăn nhanh gọn lẹ mọi người, tại vì Thảo cũng mới đi ra ngoài về á, cho nên không có nấu cái gì lâu hết, nấu nhanh này ăn. Cái gói mì này nhiều lắm nha. Ăn hết cái gói mì này rồi thêm hai cái trứng gà nữa là no nóc luôn á. Trong đây nó có mấy cái viên nhỏ nhỏ. Công nhận cái cọng mì nó bự thiệt á. Thảo thấy mì Hàn Quốc đó nha, cái gói nó bự, cái cọng nó cũng bự nữa, cái gì cũng bự hết trơn à.
Đúng chuẩn mì đen luôn mọi người, cổng đen à. Mà hậu coi phim Hàn Quốc hậu thấy người ta ăn nó còn đen hơn cái này nữa nha. Ông ngoài xe đang lấy rác đó mọi người. Giờ này là trưa rồi. Một tuần á sẽ lấy rác 2 lần. Tiếng xe đang chạy. Rầm rầm ngoài luôn. Ăn cái món này mà ai mới quen bồ chắc không dám đi ăn đâu. Đi ăn với trai á, đi với trai mất cỡ mà ăn món này nữa, dính cái miệng tèm lem à. Rút kinh nghiệm, bạn nào có bồ đừng đi ăn món này, vô mắc cỡ ngồi không dám ăn cũng vậy à. Ghê chưa, Thảo ăn hết 2 cái trứng, một dĩa mì, một dĩa kim chi luôn. Sạch sẽ. Nó mà có mấy cái trong gói mì nó có mấy cái miếng nhỏ nhỏ rồi mọi người, thịt hay gì á, thịt viên hay gì á, còn rau rác gì đó không biết nữa, cà rốt bắp cải gì đó, nói chung cắt nhỏ xíu à. Xong cái gì đang khui. Rồi mọi người ơi, thì Thảo đã ăn xong hết bữa ăn rồi nha. Thì video của Thảo sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem. Thảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nha. Bye bye.